Sở Văn hóa Thể thao khai mạc hội thi xe tuyên truyền cổ động với sự tham gia của 13 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 2 ngày diễn ra hội thi, các đội tham gia trang trí xe tuyên truyền và diễu hành cổ động trên các tuyến đường trung tâm của thành phố Hạ Long với nội dung phản ánh thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh và địa phương nhiệm kỳ 2015-2020, tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ phong trào thi đua thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra, đồng thời góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, phát huy tính sáng tạo trong việc tuyên truyền cổ động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.